Tí xin chào mọi người đang xem kênh Về Quên TV nha. Hôm nay mình đang ở ngoài chợ ăn bún riêu á mọi người. Quán chị Nhung. Tự dưng thèm bún riêu quá à. Bữa nay kêu hai tô luôn. Ăn hai tô bún riêu để xem coi chị nấu bún riêu có giống như bên Việt Nam của mình không nha. Còn không giống thì cũng ăn cho đỡ ghiền chứ làm sao đòi hỏi được bên Hàn Quốc mà. Đây là chị Nhung Huyền Thoại, thường hay xuất hiện trong những video của Tiên nè. Người ta gọi chị là chị Nhung Huyền Thoại á. Thấy mặt mà không thấy tên. Xin chào mấy em. Giống chị Minh Hiếu không? Chị Nhung này cao bự con ngang ngửa chị Minh Hiếu á mọi người. Chị cao nhiêu chị? Cao 1m69. Trời ơi, cao 1m69. Hơn em 4cm. Em 1m65. Đây, chị đang hâm nước cho mình. Riêu cua á là chị bỏ vô trong nước lèo chị nấu luôn. Chứ chị Hải không có vô cục lại. Ngập riêu rồi mọi người thấy không? Đây là cua không, thịt cua không đó. Cua nguyên chất không đó. Bà ít khi nào nấu bún riêu lắm, biết sao? Tại không có cua á, khi nào có cua bà mới nấu. Bà chơi hàng thiệt không mà, chứ bà không có chơi hàng cá lương. Cái này sườn già, non, sườn già. Sườn già hả? Giò viên, cà chua, rồi huyết, tàu huyết. Hủ, chả. Mình là ăn bún riêu phái nhất cục huyết nha. Tàu hủ chiên giòn. Làm em hai tô nha chị. Hãy trụng em một tô trước đi, em ăn xong hãy trụng nữa. Để nó nóng á. Ừ. Mình để lên ngò. Đó. Hành phi, tỏi phi, rau thơm rồi. Ngò gai hả chị? Ừ, ngò rí. Ngò rí. Đây mọi người thấy không? Ăn chơi theo kiểu Việt Nam nè. Không thiếu một cái gì luôn nè. Xì tin, dâu tây, tương ớt, bò cụng, nước dừa lon, mắm ruốc, rồi ong thọ nè ha. Dừa, nước cốt, rồi sa tế, bún, phở, khô các kiểu rồi. Đủ các thứ ăn chơi của Việt Nam luôn, không thiếu thứ gì luôn. Ở bên hàng không bao giờ sợ thèm món Việt Nam, chỉ sợ không có tiền mua đồ ăn. Trời ơi, tô bún nhìn nó ngon. Nó thơm, cái mùi sầu riêng nó ngon gì đâu á. Bún riêng mà thơm mùi sầu riêng sạm dễ sợ. Đây là rau thơm nè, ớt nè, đó, chanh. Rồi bây giờ mời mọi người ăn bún riêu với Tiên nha. Mình sẽ cho vào đây vài lá hành, lá quế. Ngon quá bắn lộn luôn mọi người. Nó tánh ngộ mỗi khi mà được ăn đồ Việt Nam nó mừng vui dễ sợ. Trời ơi, bỏ nhiều quế cho bả lỗ luôn. Này. Nặng miếng chanh vậy. Trời ơi đã. Đây mắm tôm. Ở trong miền Nam của Tiên thường hay ăn mắm ruốc. Mà bữa nay quán chị Nhung cho mắm tôm. Thì cái nào cũng là mắm nó cũng tương đương với nhau. Ăn cái này xong không người yêu là bái cháy luôn. Tình ta thấm nồng luôn mọi người, trọng điều lên. Hồi đó coi bốc khói nghi ngút. Chắc nó ngon lắm đây. Không biết mọi người sao chứ Tiên là thích ăn bún riêu hơn là phở với lại mấy món khác luôn á. Thích ăn bún riêu lắm. Thơm quá. Trọng điều lên. Nói ăn hai tô biết ăn nổi không đây nữa. Thấy tô này rất no quá ta. Ngon chị Nhung, ngon á. Y chang cái mùi bún ở Việt Nam luôn mọi người. Ngon lắm. Nghe nè mày. Chả lụa. Đúng rồi. Bà còn làm cho Ti một ly bánh lọt xương sáo. Bánh lọt có hai loại luôn nha mọi người. Bánh lọt sợi dài, sợi ngắn nữa nè. Ngon lắm luôn. Nước cốt dừa, sữa ông thọ rồi. Để mình ăn xong mình tráng miệng. Với thêm một dĩa khóm nữa nè, thấy không? Đâu đi quán nào mà được ăn dessert thừa ngon lạnh vậy. Ăn cục huyết vô. Bún ghi mà
hiếu cục quyết là bỏ luôn. Ngon lắm. Cái này quyết bò quyết heo chị không? Quyết bò. Nhưng mà chị luộc kỹ lắm kia. Bên này không ăn quyết heo hả chị? Quyết heo không có. Quyết heo nguyên một xô là nó nhiều quá. Bên này á, Tiên thấy người ta không có bán quyết heo mọi người. Ăn quyết bò không à. Cục chảy rồi. Thơm mùi cua lắm chị. Bà đang ngồi nhìn Tiên ăn trực tiếp luôn mọi người. Bà coi live stream luôn. Vô đi ngồi chung với em nè. Chị đang no mà chị mắc thèm. Lâu lắm mà mới được ăn tới bốn đúng vậy chứ. Hôm nay sáng nay đi em mua cua sống tép kẹp đi kẹp cái tay hai giống vậy đó hả? Có gà muốn cái giá nè. Cà muốn bà. Chảy máu không? Chị giật cái liền lắm sao? Nè nó xước, nó bị ấy nè. Tội nghiệp không? Cua đá hả chị? Cua đá hả? Con dữ lắm. Con cua nó dữ như quỷ vậy đó. Đưa tay thò vô bắt nó kẹp cái dính với thịt. Trời ơi. Nghe nó thấy thèm không? Đưa tay thò vô bắt nó dính với thịt luôn. Ăn thôi chắc ngon luôn á mọi người. Tàu hủ chiên giòn dễ sợ luôn á. Chị mua cái chả không dầu á vậy Nhung. Chị chiên nó nhanh. Xắt miếng tàu hủ bỏ vô, nhấn nút, nhấn nhiệt độ là tự chiên. Giòn luôn. Em làm nhài coi. Là ra miếng tàu hủ y chang như chị Duyên luôn vậy đó. Mẹ em thấy chị đứng chiên từng miếng thấy mệt mỏi thiệt. Bà đứng bà chiên từng miếng một chảo vậy nè mọi người. Đứng canh hoài đó. Sợ nó không vàng lắm không? Nồi chiên không dầu thì cũng lại đó. Nấu được nhiều món. Trời ơi. Đúng cái vậy cái bà. Cái bà gì dưới quê em bán món nghiêng nè. Chị hầm xương, chị lấy nước ngọt xong rồi chị mới đổ cua vô từ chị bầm cua. Nhưng hôm nay cua mắc quá. Cho nên là chị nấu cho nó có thịt cua. Chứ thường là chị múc hai muỗng cua vậy đó. Một tô hai muỗng cua. Chị Nhung này bà không biết gành về điện thoại mọi người. Bà không biết live stream, người gửi hết be rồi. Chứ chỉ mà làm mấy kiểu này xong chỉ bán gửi hết be cho mấy chị bên hàng á là chắc cũng được lắm á. Thế được. Nhiều khi trời ơi chị có thấy đường nhưng bây giờ mắt chị yếu á. Em cũng mới đi khám mắt thì em kia khám hết 100 đô. Tiền chụp chiếu hết 60 ngàn. Tiền thuốc 40 ngàn. Mà phải thuốc gì đâu, thuốc nhỏ mắt không à. Tại vì mắt em bị khô á. Em tưởng nó bị cận. Với lại nhiều khi em bị nhức nữa. Em ngồi máy tính nhiều khi nó bị nhức á. Em đi vô cái em lên thành phố với chàng Quân chụp á chị. Nó đưa vô phòng này chụp cái tật bên đây, tập ở đây.
đưa qua phòng kia, làm chừng mười mấy lần vậy đó, nó chụp hai mắt mình. Ừ. Chụp, tao nói nghe muốn xót con mắt luôn vậy đó. Ừ. Rồi xong ra kết quả là bị khô, khô mắt. Rồi đưa thuốc nhỏ với thuốc nước mắt nhân tạo về nhỏ. Trong vòng 3 tháng, tiền nhỏ mắt với tiền nước mắt nhân tạo là 40 đô, tiền khám là 60 đô, tổng cộng hơn 100 đô, chưa kể tiền taxi, tiền đi xe buýt nữa. Đừng bao giờ bệnh, không dám bệnh luôn mọi người. Tốn tiền dữ lắm. Mà cũng may bảo hiểm vớt lại. Bảo hiểm chắc nó trả cho mình được khoảng 70 ngàn lại ạ. Ừ. Thì mình chỉ 70, 30. Có con rồi là không dám bệnh chị ơi. Thiệt đó, mình cầu sợ bệnh lắm. Cầu trong ngày có 2 bữa cơm. Ừ. Em ơi, cầu cho khỏe mạnh là được rồi, không cần giàu có mẹ gì chứ. Ừ. Chỉ cần đủ ăn là được. Tiên sợ bệnh lắm mọi người, nên giờ đó ít sân si. Ai kiếm chuyện ai chửi mình thì mình chửi lại thôi, chứ không có tự khi nào mà chửi người ta. Ôi ai chửi được mình là khỏe mạnh em ơi. Ừ. Giờ tu à. Tu đặng mình lấy tích đức nuôi con mình. Ừ. Ai làm mẹ thì sẽ hiểu mọi người. Ừ, tưởng tượng mình bệnh cái mình bệnh hồi chết rồi. Ai lo con mình không, bỏ con mình bơ vơ ở với mẹ ruột rồi trời, nghĩ tới mà rớt nước mắt luôn á trời. Tôi nói cửa gì bà nội? Không, chị nói thiệt mà. Ừ. Ở bên đây là chỉ có con mà trên hết. Ừ. Chị em lấy chồng hàng làm con như là động lực sống vậy đó. Chứ chồng thôi chán, ngán tới băng họng vậy nè. Bà ngồi ngoài, bà ngồi bên đây bà coi live stream ha, trực tiếp nè, bà cười rồi đó. Thôi trừ tiền bún lại. Không biết tại đang đói làm sao mà ăn ngon quá. Sống hai mấy năm rồi, 27, 28 năm rồi mới biết là mình mê gái mọi người. Kinh khủng thiệt. Phải ai đó mà không lấy chồng chắc chơi lét luôn rồi đó. Ngày hôm qua em đi khám bệnh đó chị. Vô cái chị bác sĩ khoa mắt đó. Đẹp gái lắm chị ơi. Đẹp mà không phải đẹp kiểu diễn viên nổi tiếng nha. Phải lừa đường nét sắc sỡ mặt vi lai mà ta đẹp kiểu hiền dịu á, đẹp tự nhiên á. Trời tóc thắt bính nè ha, tóc thắt bính như sao luôn này nè. Trời ơi, mà tao nói dễ thương thân thiện lắm mọi người. Vô cái nhìn mình cười mà không, mình chỉ cần nhìn cái con mắt thôi nha, tại vì bịt khẩu trang mà. Kêu mình đưa mắt vô đặng chụp đặng khám này kia rồi ha, xong giải thích rất là tỉ mỉ cho mình là mắt mình bị khô gì đó, rồi vì mình nhỏ thuốc 3 tháng sau quay lại tái khám rồi ha. Mà thân thiện lắm chị, thân thiện hả, dễ thương, nhiệt tình lắm. Trời ơi, nhìn là khoái liền luôn á. Tầm ba mấy tuổi thôi. Chắc chừng ba mấy tuổi thôi, không biết có chồng chưa nữa. Ôi trời, mới biết mình mê gái luôn á trời. Hoặc từ đó nhìn là mình thích nhìn gái đẹp lắm. Gái đẹp là mình khoái hơn đàn ông. Chắc bị lét hay sao. Nhìn nó đẹp lắm, cưng lắm mọi người. Tại vì lúc tiên hẹn, tiên đặt giờ cho điện, đặt lịch khám cho điện thoại á. Tại vì cái bệnh viện này nó mình không đặt khám là mình không đi khám liền được. Mình phải đặt trước tầm 2 tuần mới được khám mọi người, tại đông lắm, bệnh viện lớn. Lúc mà tiên lên điện thoại tiên đặt á nha, là tiên trong một trong ba bác sĩ khoa mắt là mình tiên lựa bả. Tại vì sao bả đẹp dễ thương, nhìn tấm hình đó chị. Nhìn tấm hình chị ơi, chị đẹp gái dễ thương, em vô khám chị. Nãy vô đói, tính ăn 2 tô. Mà hơi ăn tô chị ơi, no quá. Bà làm một tô quá trời đầy đủ luôn mà. Ăn no luôn. Ở bên Hàn Quốc này á, ăn bún ăn phở nha. Mình bưng tô lên vậy nè mọi người, mình húp. Húp vậy nè. Cạn tô luôn. Là người ta mới khoái. Tao nói mình ăn ngon, cái món này tao nấu ngon, tao khoái. Xong, tráng miệng cái ly này, ứ hự luôn á trời. Wow.
chất lượng ghê luôn á. Nước cốt dừa với sữa ông thọ á chị. Sữa ông thọ người đàn ông mà có sữa bán cho toàn nước Việt Nam. Ôi. Thơm, thơm mùi lá dứa nè. Thơm mùi nước cốt dừa và vị béo ngọt của sữa ông thọ ngon lắm mọi người. Cái này chị bán hả? Ừ. Ly nhiêu chị? Chị chưa, chị bán thằng giờ, giờ bữa nay chị bán ly. Ừ. Chị được chị bán ly. Ừ, ngon chị. Cái này bán được nè. Ngon á. Tới mùa hè đó. Bán này bữa được. Bữa nay chị bán ly 3.000 đó. Ừ. Tại vì có bánh lọt rồi, giờ bột nó hơi khó cho nên nó hơi ấy, bán 3.000. Đi 3.000 được chị. Ừ. Mùa hè chắc ta mua ăn nhiều quá. Mắc lạnh luôn. Em phải ăn mấy cái bánh lọt được á. Mấy cái mà trà sữa Thái được á. Mùa hè mình uống đã, sữa đông lạnh được. Cái chỗ này mọi người tên gì mọi người coi dùm tiên nha. Không biết tên gì luôn. Mà bên Việt Nam mình có nè. Cái này chị ho với lại khi mà mình bị phỏng á, mình bóp cái lá này dập xong cái mình đắp vô cho phỏng là mau lành lắm, không có nóng gác nữa, bớt đau lắm luôn, mà mau lành nữa, xẹp luôn. Cây này của ai tặng chị Nhung nè, của cái bạn nào, anh nào á. Không phải là ấy nha mọi người, nhỏ tuổi hơn nha, kiểu chị em tao tặng thôi nha. Này nè mà thơm lắm. Coi tên gì mọi người chỉ giùm chị Nhung nha, chị hỏi nè. Ngon, thơm. Giống giống như bạc hà mà không phải nha. Ừ, nó giống như bạc hà nhưng mà không phải. Cái lá nó giống giống như là bạc hà vậy đó, mà dày. Chắc ngon. Trời ơi, đã gì đâu trời. Hôm nay Lộc ăn quá trời luôn. Hồi đó đó mọi người còn nhỏ đó nha. Là Tiên có một cái mục gùi đây nè. Mục gùi đen thui luôn, mục gùi đây nè. Người mà mẹ chồng Tiên nói đó là cái mục gùi mà có Lộc ăn á. Mà không biết là nhỏ không biết. Cái đâu tầm 5, 7, 8 tuổi, 10 tuổi gì đó. Cái mấy gì bên Việt Nam dẫn đi phá. Trời trời, nghĩ là giờ tiếc chết luôn, phải để một gùi giờ thành Phương Thanh rồi. Một gùi của Tiên hồi đó tao nói là Phương Thanh không đó mọi người, giống cô ca sĩ Phương Thanh không đó. Mà một gùi đó là người ta có duyên có lọc ăn phá banh một gùi của người ta rồi. Uổng như sợ luôn. Phải không chị? Hôm nay Tiên quay tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Nhiều Anh TV và trang bay Facebook Phạm Thị Kiều Tiên và mẹ chồng của Kiều Tiên nha. Tạm biệt mọi người, bye bye.